sau 10 tiếng đồng hồ di chuyển từ Turin, Ý tới Paris, Pháp, hai mẫu xe, một chiếc sedan màu ghi bạc và một chiếc SUV màu đỏ cùng với logo chữ V đặc trưng của VinFast đã về tới khu trưng bày triển lãm để sẵn sàng ra mắt tại Paris Motor Show 2018. Đội hậu cần của ban tổ chức Paris Motor Show đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để hai chiếc xe hơi đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu lớn của những tên tuổi đẳng cấp nhất trong ngành ô tô toàn cầu. Dự kiến là buổi ra mắt xe sẽ diễn ra vào 10 giờ 25 phút ngày 2 tháng 10 năm 2018 theo giờ Paris, tức 15 giờ 25 phút theo giờ Việt Nam và sẽ được livestream trực tiếp trên website và fanpage của VinFast cùng hệ thống các kênh truyền thông uy tín.